Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện của tác giả Gia Thanh Oa. Chương 47. Căn hộ của Phí Vũ Đồng là kiểu nhà một tầng 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng đã đóng cửa lại. Hai phòng còn lại, một là phòng của Phí Vũ Đồng, trong đó có một cây đàn piano. Phòng còn lại là thư phòng, kệ sách trong đó có không ít cẩm phổ nổi tiếng. Phòng khách gọn gàng sạch sẽ. Phí Vũ Đồng đi vào phòng bếp lấy nước cho Tiêu Vũ và Từ Hạo Thiên, rồi ngồi xuống nói cho Tiêu Vũ hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi đã vượt qua cuộc thi cấp 7 vào năm ngoái. Giải đấu tôi tham gia gần đây là cuộc thi piano quốc tế Chopin, tổ chức ra tại Kyoto nhưng đã bị loại ngay vòng sơ khảo. Tiêu Vũ gật đầu, uống miếng nước chanh vào nói. Vào đánh cho tôi nghe thử một khúc. Phí Vũ Đồng dẫn Tiêu Vũ vào phòng ngủ, rồi ngồi trước piano. Tiêu Vũ nhìn cô ấy hít sâu rồi tập trung đánh đàn. Động tác đánh đàn của cô ấy rất mượt, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, giống như đang làm bài kiểm tra vậy. Tiêu Vũ nhíu mày, một nghệ sĩ piano giỏi thì việc đánh đàn chính là hưởng thụ chứ không phải nghiêm túc như đang thi vậy. Cho đến khi Phí Vũ Đồng đánh xong bài, Tiêu Vũ mới mở miệng. Đây là The Three Bells của Debussy à? Vâng ạ, Phí Vũ Đồng hơi cười cười đáp lại. Tiêu Vũ xua tay, Phí Vũ Đồng liền tránh ra. Tiêu Vũ ngồi trước đàn, để tay lên phím đàn bắt đầu đánh lại bài nhạc ấy. Tiêu Vũ nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân, sau đó các ngón tay cứ như múa trên phím đàn. Dù cầm kỹ của Tiêu Vũ chưa đạt đến trình độ làm cô hài lòng, nhưng vẫn đủ để biểu diễn bản nhạc The Three Bells của Debussy theo phong cách của cô. Sau khi kết thúc bản nhạc, Tiêu Vũ xoay người nhìn Phí Vũ Đồng giảng dạy. Các tác phẩm của Debussy lấy lực ngón tay làm chủ đạo, giống như các bản nhạc của Liszt lấy tốc độ nhanh làm chủ đạo vậy. Bài nhạc này đòi hỏi bạn phải dùng lực tay vô cùng mạnh, ví dụ như đoạn này. Tiêu Vũ đánh một đoạn nhạc tiếp tục giảng. Lực ngón tay khác nhau sẽ cho ra những âm thanh khác nhau. Mỗi một phân đoạn thì phải có lực đạo và góc ngón tay riêng. Tiêu Vũ đứng dậy ra hiệu cho Phí Vũ Đồng ngồi xuống rồi nói. Hiện tại, những điều này là vấn đề khó khăn đối với bạn. Phí Vũ Đồng buồn hiu. Tiêu Vũ nhìn cô ấy nói tiếp. Nhưng mà tôi tin rằng tất cả nghệ sĩ piano đều có thể học cách điều khiển lực cũng như góc của ngón tay. Nếu học thành công thì bạn có thể thể hiện các loại lực đạo khác nhau trong một bài đàn. Tiêu Vũ lấy một tập bài nhạc trên bàn đưa cho Phí Vũ Đồng. Hôm nay tôi giao cho bạn một bài đàn, bạn chỉ cần chơi bài này là được, chơi với lực ngón tay mà tôi yêu cầu. Bạn chơi theo lực độ từ thấp đến trung đến cao, rồi thấp dần, thấp đến mức đầu tiên. Lực phải giống nhau, không được nặng hơn hay nhẹ hơn một phân, bạn làm được không? Phí Vũ Đồng gật đầu. Từ Hạo Thiên ngồi ở phòng khách nhìn mối tình sét đánh của cậu đang ngồi trước cây đàn piano cúi đầu đánh đàn, còn phu nhân nhà cậu thì đứng đằng sau chỉ dạy. Tiếng đàn tuyệt đẹp từ trong vòng truyền ra. Từ Hạo Thiên nhắm mắt dựa vào ghế sofa lắng nghe. Giữa trưa, khi Tiêu Vũ về đến nhà thì thấy ông nội quý đang ngồi trên sofa xem tivi. Thấy Tiêu Vũ bước vào, ông nội quý vô cùng vui mừng. Ông lập tức đứng dậy nói, Tiểu Vũ, cháu về rồi. Tới đây, nhanh nào. Ông nội sẽ đưa cháu tới cái gọi gì là salon. Hôm nay hai ông cháu mình phải thật xinh đẹp để đi gặp bạn ông cùng cháu của ông ấy. Thằng cháu của ông ấy mới từ nước Mỹ trở về mấy hôm trước. Ai ui, cháu không biết đâu, thằng bé từ bé tới giờ đều rất dễ thương. Tiêu Vũ, ba chấm, đây là xem mắt ạ. Đúng vậy, ông nội quý gật đầu nói, cho cháu đi xem mắt, sao thế? Cháu còn thích thằng cháu ngốc nhà ông sao? Chỉ là một con sói mắt trắng thôi, không có cũng được. Tiêu Vũ, ba chấm, ông nội ruột đấy. Nào, nào, nhanh lên. Ông nội quý vội đến dậm chân. Tiêu Vũ không muốn cô phụ ý tốt của ông nội quý liền đồng ý. Hôm nay là thứ hai, Quý Huyền cùng hai đứa nhỏ không có ở nhà. Còn chị Vương thì vì hai chân của Tiêu Vũ đã khôi phục hoàn toàn nên đã xin rời đi vào hai hôm trước. Tiêu Vũ liền lên lầu tìm trong tủ quần áo một bộ váy cam liền thân mà Quý Huyền mua cho cô. Thật ra thì mắt nhìn của Quý Huyền không tệ, chỉ là anh chàng chỉ thích mỗi kiểu váy liền thân thôi. Bộ váy màu cam này mới ra mắt trong show thời trang nổi tiếng nào đó vào khoảng 2 tháng trước và nhận được vô số lời khen. Bộ váy theo phong cách đơn giản hào phóng, nhưng vì do cách may nên dù bạn có hơi béo thì mặc lên bạn vẫn đẹp tinh tế. Tiêu Vũ trang điểm qua loa, chỉ đánh một lớp phấn nền rồi xuống lầu. Ông nội quý khen ngợi, Tiểu Vũ nhà ta thật xinh đẹp, mà cái gì cũng đẹp cả. Tiêu Vũ cười cười, khoác tay ông nội quý nói, ông nội thấy con đẹp vì ông nội thương con. Ông nội quý cười híp mắt, trong nháy mắt ông có cảm giác mình có thêm một cô cháu gái. Ông cười tủm tỉm nói, Tiểu Vũ nhà ta vốn dĩ rất xinh đẹp. Ha ha ha, đi thôi, để ông nội dẫn cháu đi làm tóc rồi đi gặp đứa trẻ đến từ nước Mỹ kia. Hai ông cháu ra khỏi cửa rồi,
nhân viên tình báo khổng lập tức gọi cho chỉ huy quý. Thiếu gia, không tốt rồi, phu nhân đi xem mắt. Chỉ huy quý đang nhìn tài liệu sửng sốt hỏi. Xem mắt. Ban Trinh Diệp đang đứng cạnh anh cũng sửng sốt, bình tĩnh bước thêm hai bước. Lỗ tai tự động di chuyển đến gần điện thoại Quý Huyền. Đúng vậy, ông cụ đã ra ngoài vào sáng sớm về lúc 10 giờ. Lúc về ông rất vui vẻ và hưng phấn. Tôi còn tự hỏi vì sao. Khi nãy phu nhân vừa về thì mới biết được ông cụ và ông cụ Tôn đã gặp nhau, rồi hẹn cậu ba Tôn tới xem mắt với phu nhân. Ban Trinh Diệp giật mình nhìn Quý Huyền. Quý Huyền chừng cô ấy một cái rồi tiếp tục nói Khổng Ngọc Tình. Tìm xem hai ông cháu đi đâu. Nhân viên tình báo Khổng lập tức báo cáo. Tôi đã nói Hạo Thiên đi theo họ rồi, thiếu gia yên tâm. Quý Huyền ba chấm. Ngắt điện thoại, Quý Huyền giả bộ hò hai tiếng rồi bảo Ban Trinh Diệp. Xin nghỉ một buổi cho Tiểu Quang và Tiểu Du đi. Ban Trinh Diệp mở to mắt. Xin nghỉ ạ. Quý Huyền không vui nhìn cô ấy. Nói cô xin nghỉ thì cô làm đi. Bây giờ tôi không thể ra lệnh cho cô à. Ban Trinh Diệp lập tức thẳng lưng nói. Tôi biết rồi ạ. Tôi đi đây. Khi Ban Trinh Diệp vừa đi ra, Quý Huyền lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Vũ. Nữ nhân, không ngờ cô lại có thể đi xem mắt. Nam nhân, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tiêu Vũ lập tức nhắn lại. Quý Huyền, ba chấm. Phục hồi từ đòn đánh của Tiêu Vũ. Quý Huyền tiếp tục nhắn tin cho Tiêu Vũ. Nói chuyện đàng hoàng. Hai đứa nhỏ còn đó mà em lại dám đi xem mắt. Không sợ bọn nhỏ buồn sao? Tìm cha cho mấy đứa nó có gì không tốt. Bọn nhỏ sẽ có những hai người cha yêu chúng. Tình thương được nhân đôi. Quý Huyền, ba chấm. Lại bị cú đánh từ Tiêu Vũ, Quý Huyền không gục ngã mà cố gắng nhắn lại. Cha dượng có gì tốt? Em chưa nghe câu có cha dượng liền có mẹ kế à? Chỉ có nghe câu có mẹ kế liền có cha dượng thôi. À, tiện nói luôn, đứa cháu đến từ nước Mỹ của ông Tôn không thắng được anh đâu, khỏi lo. Quý Huyền, ba chấm. Ban Trinh Diệp gõ cửa đi vào, Quý Huyền bình tĩnh thoát khỏi giao diện tin nhắn, hỏi. Sao rồi? Giáo viên đã đồng ý, tôi đã nói chú Lâm đi đón cô cậu chủ nhỏ rồi ạ. Quý Huyền gật đầu nói, cô ra ngoài đi. Ban Trinh Diệp nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quý Huyền, anh nhíu mày, môi mím lại. Có lẽ thật sự vì hai con thơ mà lo lắng thì sinh ra cảm giác áy náy vì hành động vui mừng khi có người gặp họa của mình. Ngay sau khi Ban Trinh Diệp vừa khép cửa, Quý Huyền lập tức lại lấy điện thoại nhắn tin. Còn hai đứa nhóc thì sao? Em không nghĩ tới cảm nhận của hai đứa nó sao? Có chứ, thế nên em mới lén lút đi xem mắt đó. Quý Huyền ba chấm. À, cái người phụ nữ xấu xí này, mặt baby như thế mà còn không biết xấu hổ đi xem mắt. Quay về với Tiêu Vũ, khi nãy cô đã được ông nội Quý dẫn đến một salon tóc nổi tiếng là một kiểu tóc xinh đẹp, nhìn cô trông thanh tú hơn nhiều. Thợ trang điểm make up nhẹ cho cô, đeo thêm mấy cái trang sức. Khi làm xong, ông nội Quý thẳng thắn. Rất tốt, cháu thật xinh đẹp. Ông nội Quý thanh toán xong liền kéo Tiêu Vũ đi nói. Nhanh lên thôi, ông hẹn người ta lúc 5 giờ chiều. Tiêu Vũ vội đi theo ông nội Quý. Mà chỉ huy Quý đang ở công ty cùng hai đồng minh, đi tới đi lui đang sốt sắng vì chưa có tin tức gì từ nhân viên tình báo tử. Đồng minh nấu ăn, Tiêu Nhược Quang lo lắng hỏi. Cha ơi, cha có chuyện gì thế ạ? Quý Huyền đi qua ôm con trai nói. Mẹ con muốn tìm cho con một người cha mới. Đồng minh Tiêu chớp mắt hỏi. Cha cũ rồi ạ? Chỉ huy Quý, không phải là cũ hay mới, vấn đề là con có muốn một người cha khác không? Đồng minh Tiêu nói. Con sao cũng được ạ, đúng không chị? Nhóc quay sang hỏi đồng minh nô 2, Quý Du. Đồng minh Quý bị hỏi bất ngờ, ngơ ngác nói. Chị cũng vậy. Chỉ huy Quý đã trúng đạn, thiếu chút nữa là quỳ luôn. Anh buồn bã nói. Mấy đứa không có ý kiến gì về việc có cha mới sao? Đồng minh Tiêu trả lời. Không thành vấn đề, dù sao cha vẫn ở đây mà. Tiểu Quang, Quý Huyền lại ôm thắm thiết con trai cưng. Cha sẽ luôn ở đây. Tiêu Nhược Quang ở trong lòng Quý Huyền gật đầu. Ừ. Quý Du, ba chấm. Excuse me, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cha và em trai lại ôm nhau? Họ không còn yêu nhóc nữa sao? Ông cụ Tôn cũng là một ông lão hiền lành như ông nội Quý vậy. Khi nhìn thấy hai ông cháu thì đứng dậy và cất tiếng chào. Lão Quý, lão Tôn. Tiêu Vũ, ba chấm. Sao thấy hai cái xưng hô này nó quái quái sao sao? Bởi vì ông nội mình đã đứng dậy chào khách nên người cháu đang ngồi ở dãy ghế cũng đứng dậy. Anh ta mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may kỹ càng không có tí nếp gấp nào. Nhìn là biết giá của nó không hề rẻ. Người đàn ông này có làn da trắng như tuyết, tương phản với làn da ngăm của Quý Huyền. Tóc thì tương phản với mái tóc ngắn của Quý Huyền. Anh ta để kiểu tóc dài đến tận vai, làm anh ta hơi nữ tính một chút. Kết luận, không thích. Không có cảm giác an toàn.
mặc dù tới cho vui nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Vũ là tự đánh giá đối phương. Nhưng vì phép lịch sự, Tiêu Vũ không hề có bất kỳ biểu cảm bất mãn nào cả mà vẫn nở nụ cười trên môi nhìn ông cụ Tôn và cháu trai ông. Tôn Hoành Vũ chính là cháu của ông Tôn, nhìn Tiêu Vũ nói, xin chào. Tiêu Vũ bắt tay với anh ta, xin chào. Tôn Hoành Vũ nghiêm túc quan sát Tiêu Vũ, anh ta mím môi. Ông cụ Tôn rất hài lòng với Tiêu Vũ, người già thích những người có phúc tướng, còn có kiểu em gái hàng xóm nữa. Do đó, hai ông cụ cùng hai thanh niên im phăng phắc ăn bữa cơm, rồi cả hai ông cụ lấy lý do khó xử rời đi cho đôi trẻ nói chuyện. Khi thấy ông mình đi rồi, Tôn Hoành Vũ ngay lập tức ngã ngửa dựa vào lưng ghế nói với Tiêu Vũ, xin lỗi nhé, tôi tới đây chỉ vì đối phó với ông nội tôi thôi. Tôi hiểu, Tiêu Vũ cười gật đầu. Cô không phải thoai, tôi thích girls. Hả? Tiêu Vũ sửng sốt. Ha ha ha, xin lỗi, tôi biết cô nghe không được giọng Anh Mỹ đích thực, tôi sẽ cố gắng không nói. Hả? Anh nói tiếng Anh khi nào thế? Chương 48. Tôi nghe nói cô đã divorce phải không? Ly hôn. Tôn Hoành Vũ lấy gói thuốc lá từ trong túi áo ra, rút lấy một điếu. Tiêu Vũ giờ khóc giờ cười gật đầu. Ừ, đã ly hôn. Vì sao lại ly hôn? Tôn Hoành Vũ tạo dáng nhà khói thuốc cool ngầu. Tiêu Vũ dáng nín cười, hai bảo vai cô run lên nói. Cãi nhau. À, quarrel, tôi hiểu mà. Anh ta lại rít điếu thuốc. Rốt cuộc cũng biết vì sao ông nội anh ta lại không cho anh ta mở miệng. Tiêu Vũ nhịn cười nói. Đúng vậy, cãi nhau là chuyện thường tình giữa vợ chồng. Tôn Hoành Vũ lại hỏi tiếp. Cô có biết vì sao tôi và vợ trước lại divorce không? Tiêu Vũ lắc đầu. Tôn Hoành Vũ nói. Wife tôi không yên tâm về tôi, ngày nào cũng quarrel với tôi, cho nên chúng tôi không thể ở bên nhau được nữa. Tiêu Vũ gật đầu, tỏ vẻ tôi hiểu mà. Tôn Hoành Vũ lại nói. Tôi với wife tôi không có child. Nghe nói cô có hai đứa con. Nếu chúng ta kết hôn thì mấy đứa nhỏ sẽ thế nào? Tiêu Vũ đáp, tùy ý. Tôn Hoành Vũ lắc tay. You too simple. Nếu con cô đi theo chúng ta thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Không tốt, để mấy đứa nó đi theo cha tụi nó đi. Tiêu Vũ liền hỏi. Tôi nhớ Mỹ sống thoáng lắm mà. Nếu có tái hôn thì đâu để ý con đi với ai đâu. À, thật à? Tôn Hoành Vũ sửng sốt nói. Nhưng mà tôi dù sao vẫn là Chinese mà. Ồ ha ha, cũng đúng, chúng ta đều là người Trung Quốc. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà. Với lại không phải vừa nãy anh nói tôi không phải gu anh sao? Tiêu Vũ cười tươi nói. Mặt Tôn Hoành Vũ cứng đờ, anh ta nói. Cưới vợ phải lấy vợ hiền, có nhan sắc thì có tác dụng gì? Cô thấy đúng không? Giống như phụ nữ kiếm chồng vậy. Cô nào chẳng muốn lấy người đàn ông success làm chồng? Đúng, success. Tiêu Vũ vẫn cười tươi lắc. Đúng đúng đúng, tìm được người đàn ông thành công. Chồng trước của tôi hiện tại rất thành công, làm tổng tài bá đạo. Tôi nghĩ xem mình có nên phục hôn với anh ấy không? Ha ha ha. Tôn Hoành Vũ, vậy cô đi xem mắt làm gì? Ừm, để tôi suy nghĩ đã, Tiêu Vũ nói. Tôn Hoành Vũ liền nói, kết hôn với tôi rồi thì không được gặp mặt chồng trước nữa. Tiêu Vũ cười ha ha, ông nội Tôn với ông nội Quý đều là bạn bè đó nha, sao không thể gặp mặt được? Tôn Hoành Vũ, ba chấm. Tiêu Vũ hỏi, anh còn có yêu cầu gì sao? Tôn Hoành Vũ bị hỏi ngược lại chỉ có thể nói, sau khi kết hôn thì không được vào quán bar, ngoài ra không được đi chơi với bạn bè. Tiêu Vũ gật đầu, yêu cầu này không khó, nhưng nếu đây là yêu cầu trước hôn nhân thì anh cũng lên tuân theo chứ nhỉ? Tôn Hoành Vũ nhíu mày, sao có thể, đàn ông xông pha thiên hạ là để kiếm tiền nuôi gia đình, tôi không ra ngoài thì sao có tiền cho cô xài? Vậy mỗi tháng anh định đưa tôi bao nhiêu? Tôn Hoành Vũ ba chấm, được rồi, anh đã nói yêu cầu của mình, tôi không có ý kiến gì. Bây giờ tới phiên tôi, yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, tôi không muốn sinh con, anh đồng ý không? Tiêu Vũ hỏi. Tôn Hoành Vũ mở to mắt. Cô vừa nói cái chi rửa? Bây giờ xã hội phát triển, tinh cũng không ít, sinh con dễ làm biến dạng cơ thể, với lại tôi đã sinh hai đứa rồi, không có ý định sinh thêm. Tinh là double income no case, một cụm từ tiếng lóng nói về các cặp vợ chồng thu nhập khá nhưng không định sinh con. Nhưng mà đó là con của cô với chồng trước mà, có quan hệ gì tới tôi? Tôn Hoành Vũ suýt nữa đứng dậy hét lên. Tiêu Vũ đập tay lên bàn cười hì hì hỏi anh ta. Vậy những yêu cầu của anh là suy nghĩ trong đầu anh thôi, có liên quan gì tới tôi? Tôn Hoành Vũ ba chấm. Ấy đừng giận, tôi không có ý muốn chọc tức anh đâu. Tôi muốn nói yêu cầu của anh vô lý quá. Xem ra đôi ta không thuộc về nhau rồi. Anh muốn tìm người phụ nữ truyền thống về làm vợ, nhưng tôi là người hướng ngoại. Tháng 30 ngày thì tôi đi chơi hết 20 ngày là bình thường.
Mỗi tháng tiêu 30 vạn cũng là chuyện thường ở huyện. Ngoài ra, đôi lúc tôi còn đi đánh bạc, chơi theo kiểu mỗi ván cược 10 vạn ý. 10 vạn là khoảng 328 triệu đồng. Tường Thành Vũ, 3 chấm. Giống như muốn kích thêm vài phát, Tiêu Vũ nói tiếp. Đúng rồi, anh biết sòng bạc Kyoto không? Chính nó, tôi chính là khách quen ở đó đấy. Quán bar với đi du lịch với bạn bè thì tôi không hay đi, chỉ thích đánh bạc thôi. Một tháng trước tôi đã chơi vài ván, thắng tính tôi, thua tính chồng trước. Tôn Hoành Vũ thật sự 3 chấm, anh ta hỏi, chồng trước của cô chịu trả tiền cho cô à? Tiêu Vũ đáp, ảnh không chịu thì mỗi khi viết giấy nợ tôi sẽ viết tên ảnh. Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. Còn nữa, đúng rồi, tôi thích chơi piano, ăn 3 bữa luyện 3 buổi. Khi luyện đàn tôi muốn ngoài cửa phải luôn trạng thái yên tĩnh. Ngoài ra, tính khí rời giường của tôi cũng rất xấu, ai đánh thức tôi sẽ cạp người đó. Nhưng mà nếu không gọi tôi dậy thì không sao, chỉ cần để tôi ngủ đến khi tỉnh là được. Điều này hai đứa con của tôi làm nhân chứng. Tôi nói xong rồi, anh còn muốn nói gì nữa không? Tiêu Vũ nghiêm túc chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Tôn Hoành Vũ, tôi không còn gì muốn hỏi. Vậy nhé, vậy anh thử xem chúng ta có thể tiến xa hơn được không? Tôn Hoành Vũ, 3 chấm, tiến xa cái đầu cô, người đàn bà xấu xí này, toàn có mấy yêu cầu cực phẩm. Anh ta đang nghĩ cách cự tuyệt thì thấy cửa được đẩy ra. Anh đã tưởng ông nội anh ta đã quay lại, ngay lập tức thay đổi tư thế. Ông nội anh ta nói anh ta phải cười nhiều nói ít, nhưng mà không thể không nói rõ ràng. Ông nội ơi, suýt nữa là ông cho cháu cưới phải nữ nhân tán gia bại sản rồi. Thế nhưng người đi vào là một người đàn ông cùng hai đứa nhóc, không phải ông nội anh ta. Mọi người là... Tôn Hoành Vũ đứng dậy hỏi. Quý Huyền liếc nhìn Tiêu Vũ một cái rồi nói với Tôn Hoành Vũ. Tôi là chồng trước của vị nữ sĩ này. Hôm nay mang hai con tới đây ăn cơm thì nghe giám đốc ở đây nói thấy mẹ của tụi nhỏ cũng đang ở đây nên dắt tụi nhỏ đi tìm mẹ. Tôn Hoành Vũ quay đầu nhìn hai đứa trẻ, đứa bé trai mập mạp hồng hào, bé gái tóc dài hơi xoăn xõa sau lưng. Tôn Hoành Vũ hỏi Tiêu Vũ, con cô à? Tiêu Vũ gật đầu hỏi, dễ thương không? Quý Du và Tiêu Nhược Quang đã được Quý Huyền dặn dò trước đó, đồng loạt xoa mắt, giả bộ mếu máo nói, mẹ ơi, mẹ không cần tụi con nữa ạ. Mẹ tìm cha mới cho tụi con sao? Tiêu Vũ tươi cười đáp lại, đúng vậy, mấy đứa nhìn xem, chú này là cha mới của mấy đứa đó. Tôn Hoành Vũ chấm than, lão tử đã đồng ý đâu bà cô à. Quý Du nhìn Tôn Hoành Vũ rồi nói với Tiêu Vũ, chú ta quá xấu trai. Tôn Hoành Vũ, cháu lên lên mới xấu ấy. Quý Du ngay lập tức mách cha, cha chú ấy chê con. Quý Huyền lạnh lùng nhìn anh ta, cướp vợ trước của anh chê con gái anh xấu, không thể nhịn. Tiểu Du, chúng ta phải rộng lượng. Con đã 6 tuổi rồi, không nên so đo với chú ấy. Quý Du lập tức nói, con sẽ không tức giận với chú ấy. Quý Huyền, 3 chấm. Tôn Hành Vũ, 3 chấm. Vậy tôi đây là cái gì? Tiêu Nhược Quang liền giơ tay nói, mẹ ơi, con 3 tuổi, con sẽ không so đo với chú này. Tiểu Quang nhà ta thật hiểu chuyện. Nói rồi cô xoay người nói với Tôn Hành Vũ, trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để tâm. Tôn Hoành Vũ còn có thể nói gì? Chỉ có thể cười cười nói. Không sao, không sao, đứa nhỏ rất ngoan. Tôi đã 30 tuổi rồi, sao có thể so đo với mấy đứa nó chứ? Tiêu Nhược Quang liền kéo Tiêu Vũ nói. Chú này nhìn già quá. Tiêu Vũ, 3 chấm. Tiểu Quang nhà cô không bao giờ công kích trực tiếp ai, chắc chắn là có người chỉ dạy. Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền. Quý Huyền ngẩng đầu nhìn trần nhà, như thể đang nghiên cứu hoa văn trên đó vậy. Mà Tôn Hoành Vũ thì bị một mũi tên trúng ngay tim, anh ta đỡ ngực nói. Bạn nhỏ, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt chú cũng không có. Nhưng mà chú đã 30 tuổi, con cháu mới 3 tuổi thôi, Tiêu Nhược Quang đáp lại. Tiêu Vũ lại liếc xéo Quý Huyền rồi răn dạy con trai. Tiểu Quang, chúng ta phải lịch sự, con không được bắt nạt chú. Tiêu Nhược Quang nghĩ ngợi rồi nói. Vậy chú đừng cưới mẹ cháu nhỏ hơn chú những 5 tuổi lận. Tôn Hành Vũ, 3 chấm. Nhỏ hơn 5 tuổi thì sao? Vẫn tốt mà. Cha cháu lớn hơn mẹ cháu có 3 tuổi thôi. Tiêu Nhược Quang kiêu ngạo khoe. Tôn Hành Vũ, 3 chấm. DM, mẹ nó cái nhà biến thái này. Tôn Hành Vũ nổi giận, đùng đùng đứng dậy. Chú góc thèm cưới mẹ cháu lớn lên xấu muốn chết. Mắt Tiêu Nhược Quang nháy mắt đã đỏ bừng lên. Chú nói dối, mẹ cháu rất đẹp. Quý Du lập tức bò lên ghế nhưng vẫn thấp hơn Tôn Hành Vũ nửa cái đầu, chỉ vào mũi anh ta. Chú đeo mắt kính vào đi rồi nhìn lại xem mẹ cháu đẹp hay không đẹp. Chắc chắn chú ghen ghét vẻ đẹp của mẹ cháu. Mình còn xấu muốn người khác xấu theo mình. Đạo đức giả. Đúng vậy, đạo đức giả. Tiêu Nhược Quang cũng nắm tay lại nói. Tôn Hành Vũ vén tay lên. Mấy đứa?
cha cháu từng tham gia quân ngũ. Quý Du nói to, không sợ chú đâu. Cha cháu hồi trước một lần có thể đánh gục. Cô nhóc còn nằm sấp xuống, Tiêu Nhật Quang cũng gào lên, đánh gục. Đánh gục 13 kẻ xấu, một lần đánh 5 bò. Quý Du nói trọng điểm. Chỉ một lần, Tiêu Nhật Quang hùa theo. Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. Tiểu Vũ phụ 2 tiếng nói, xin lỗi, trẻ con hay nói linh tinh, anh đừng tức giận nhé. Một đứa 3 tuổi với một đứa 6 tuổi, anh muốn. Tiêu Vũ lộ ra vẻ khó xử, cãi nhau với bọn nó. Tôn Hoành Vũ, không có, tôi chỉ duỗi cơ xương thôi. Tôn Hoành Vũ duỗi người, lén nhìn Quý Huyền một cái rồi nói với Tiêu Vũ. Tiêu tiểu thư, tôi không xứng với cô, bữa này tôi mời cô, bây giờ tôi có thể đi sao? Tiêu Vũ gật đầu, anh cứ đi đi, cảm ơn đã mời khách, cụng một ly. Nào nào, cụng một cái vì tình hữu nghị hai nhà Tôn Quý. Cụng ly. Tôn Hoành Vũ khó khăn uống hết ly rượu, xua tay với Tiêu Vũ rồi rời đi. Quý Huyền từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay trước ngực, đợi Tôn Hoành Vũ đi khỏi mới bắt đầu chất vấn Tiêu Vũ. Em xem, em dọa hai con sợ rồi kìa. Em thấy hai đứa chơi vui phết đấy, Tiêu Vũ bình tĩnh đáp. Quý Huyền, với lại cái tên đó thật sự vô cùng chướng mắt, là kiểu thư sinh chứ còn gì. Người ta vốn là thư sinh mà, Tiêu Vũ nhìn ngón tay trả lời. Là người tham sống sợ chết. Quý Huyền nghẹn một chút rồi nói tiếp. Đó là bản chất của con người, có ai không sợ chết không? Quý Huyền, anh ta còn rất ấu trĩ nữa. Cãi nhau với trẻ con, có ấu trĩ không? Chúng ta còn cùng mấy đứa nhỏ xem Godzilla đại chiến người máy nữa đó. Không có tư cách nói người ta. Tiêu Vũ xua tay, lấy đũa kèm một miếng măng cho vào miệng. Quý Huyền, 3 chấm. Nhìn Quý Huyền im lặng, Tiêu Vũ hỏi. Anh có vấn đề, anh còn vấn đề gì không? Em định gả cho anh ta à? Quý Huyền thấp giọng hỏi. Đang xem xét. Tiêu Vũ cười hì hì đáp lại. Quý Du nghe vậy thì quay đầu nhìn mẹ mình. Tiêu Vũ lại lật mặt cười nói. Em đùa thôi. Quý Huyền, 3 chấm. Mỗi ngày một trò, thể xác và tinh thần khỏe mạnh hà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.